Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm 15 tây tháng 7 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là tin từ Bucharest à, một chiếc Black Hawk của Hoa Kỳ tức là một chiếc trực thăng Black Hawk của Hoa Kỳ đã phải đáp khẩn cấp xuống mặt đường của Bucharest vào ngày thứ năm à, sau khi mà đã có một cái à, trục chặt ở trên máy và khiến cho hai cái cột điện ở đây bị rớt xuống tuy nhiên vẫn không gây ra thiệt hại lớn chiếc trực thăng này là một phần nằm trong sáu chiếc trực thăng đang có một cuộc à, thực tập để mà à, tham gia vào một cái à, à, cái show gọi là Romania Air Force Day <laughs> tức là cái ngày mà à, lực lượng của, quân sự của à, Romania có mặt ở Afghanistan vào ngày 20 và ngày 24 tháng 7 sắp tới và đây là một cái rehearsal tức là một cuộc tập dượt trước và các cái hình ảnh và cũng như nhân chứng cho thấy là bất ngờ thì chiếc này đã phải bay ra tách rời cái đội quân cái đội à, trực thăng và đáp khẩn xuống khu vực của đường phố của Bucharest à, Romania là một thành viên của NATO từ năm 2004 và là một trong những cái trung tâm chỉ huy của NATO và có một căn cứ căn cứ quân sự đạn đạo của về hỏa tiễn đạn đạo của Hoa Kỳ tại đây. Chúng tôi đang làm việc với lại các đối tác của Romania để giải quyết tình trạng và cung cấp thêm thông tin nếu có thể cần thiết. Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã đưa ra văn thư này. Lực lượng à, quân sự của mà... À, của Romania cho biết rằng là chiếc uh, trực thăng này đã đáp khẩn xuống và đang điều tra xem tình trạng gì xảy ra trên chiếc trực thăng khiến nó phải đáp xuống ngay mặt đường ở tại uh, Bucharest và dẫn tới tình trạng hai cục điện đã bị uh, đổ sập xuống. Tuy nhiên thì uh, nó không gây ra thiệt hại lớn. Đó là lời phát biểu của phía Bộ Quốc phòng của Romania cho biết về cái uh, biến cố này. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình quốc tế. Cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cảnh sát của Pháp đã bắn tia gas vào trong hàng ngàn người biểu tình chống lại các quy tắc liên quan tới việc chống đại dịch. Cảnh sát tại Paris đã bắn các tia gas vào những người biểu tình vào ngày thứ tư. Họ có khoảng 19.000 người đã biểu tình trên toàn nước Pháp trong cái việc mà lệnh giới hạn về cách ly xã hội trong vấn đề đối phó với đại dịch một vài người biểu tình đã bắt đầu từ sáng ngày thứ ba à, buổi sáng vào tại Paris trong cái cuộc gọi là à, duyệt binh thường niên à, đánh dấu cái ngày bà à, Bastide ba, à, Paris tức là một cái cuộc diễn hành đánh dấu về cái à, cuộc cách mạng của Pháp và với sự à, hiện diện của tổng thống Pháp là Emmanuel Macron đã tham gia và có mặt ở tại cái điện à, điện Elysee và các người biểu tình đã cảm thấy không vui khi quyết định loan báo vào ngày thứ hai bởi các giới chức y tế, đặc biệt là họ nói rằng sẽ có nhiều giới hạn hơn trong vấn đề đi lại và việc này đã khiến cho nhiều người đã bực tức và bất mãn trở nên biểu tình và họ đã tụ tập biểu tình và một số khu vực ở thủ đô của nước Pháp đã phải bắn tia ga vào những cái đám đông. Cảnh sát cho biết là họ đã tuyên bố rằng những người biểu tình là không tôn trọng cái cái các cái, cái, cái tài sản cá nhân và trong đó họ nói rằng là có một số người đã tìm cách gọi là phá hủy một số những cái tài sản xung quanh đó và ở Paris thì có khoảng 2.250 người đã biểu tình. Trong khi đó thì ở Toulouse, ở Bordeaux và ở Montpellier cũng như là ở Nantes và một số nơi khác, chính quyền Pháp cho biết là ước lượng số người biểu tình lên khoảng 19.000 người ở nhiều thành phố khác nhau. À, chấm dứt chế độ độc tài và chấm dứt những cái khó khăn về y tế những người biểu tình đã la lớn như trên và nhiều người đã tham gia biểu tình bởi vì không chấp nhận nổi cái việc mà giới hạn một cách quá mức của chính quyền ông Macron, một chính quyền cực tả ở tại nước Pháp hiện nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Pháp và của quốc tế. Trong khi đó, từ nước Úc thì một thượng nghị sĩ đã kêu gọi các cái thể thao gia là phải suy nghĩ cho kỹ và phải hiểu rõ cái Black line Matter phong trào của họ là cái gì trước khi quỳ gối khi mà họ tỏ thái độ thiếu tôn trọng với lá cờ của nước úc trong tuần qua thì một số những à, à, cầu thủ bóng chài ở à, của và bà à, được xem là à, gọi là cricket tức là môn bóng mà bóng trượt của úc đã có cái hành động quỳ trước lá cờ tức là phản đối lá cờ hiện diện ở tại à, cầu trường và trong đó thì họ đang có một cái cuộc tranh tài thể thao ngay sau đó thì một à, một à, thượng nghị sĩ của phía úc đã lên tiếng và nói rằng là các và thể thao gia này phải cần hiểu rõ phong trào Black Lives Matter khởi đi từ đâu và cái nóc của nó là cái gì trước khi mà đặt cái gối quỳ xuống mặt cỏ để mà phản đối lá cờ phong trào Black Lives Matter khởi đi từ cái thuyết của Marxist tức là của chủ nghĩa cộng sản và trong đó đã đưa ra nhiều cái thuyết âm mưu liên quan tới thế giới tư bản và nay thì những nhóm cái phong trào Black Lives Matter không những chỉ ở Hoa Kỳ mà nó lan rộng ra một số nơi khác trên thế giới kể cả nước úc và trong đó thì họ cho rằng là họ đang tranh đấu cho việc mà gọi là không có công lý Và tình trạng kỳ thị trong quá khứ và hiện tại Tuy nhiên thì cái đây là cái thuyết của Marxist đưa ra là cho là Chủ nghĩa tư bản luôn hiện tại luôn hiện hữu những cái sự gọi là kỳ thị và phân biệt chủng tộc Trong khi đó thì phía của các cái chính phủ đương thời thì cho rằng Không hề có một cái hệ thống kỳ thị nào trong cái nguồn máy quản trị xã hội Trong khi đó thì Black Lives Matter lại đưa ra giải thuyết từ Marxist cho rằng là các cái hệ thống của tư bản chủ nghĩa đều có hành động à, cái hệ thống kỳ thị trong đó. Và điều này đã dẫn tới tình trạng rất nhiều những người đã bị tẩy não bởi Black Lives Matter. Và mặc những cái áo có logo của Black Lives Matter ở trên khắp nơi trên thế giới. Và họ cho rằng là họ đang chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên thì chủ nghĩa này chỉ là hiện hữu ở một số cá nhân. Chứ không phải nằm trong hệ thống của các chính quyền tư bản. Tuy nhiên. Black Lives Matter lại đi theo cái giả thuyết này của Marxist, tức là ông tổ của cộng sản đã đưa ra để chỉ trích về cái à, à, mô hình tư bản chủ nghĩa của khối Tây phương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của nước úc ngày hôm nay và trở lại tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay. Chánh án Payer cho biết là ông chưa có dự tính về về hưu và cũng không biết khi nào ông sẽ về hưu chánh án của tối cao pháp viện là Stephen Breyer một trong những chánh án có cái tuổi cao nhất ở trong tối cao pháp viện cho đài CNN biết là ông ta chưa có ý định là sẽ về hưu. À, việc này diễn ra sau khi mà có một số những thành viên của đảng Dân Chủ tại Quốc hội và trong chính quyền của Joe Biden đã lên tiếng áp lực ông phải về hưu sớm để Joe Biden có thể bổ nhiệm một người khác. Tuy nhiên trong cuộc à, phỏng vấn với đài truyền hình CNN thì vị chánh án này có tên à, đã lên tiếng và khẳng định rằng ông không có ý định về hưu. Ông Prayer đã được ông Bill Clinton bổ nhiệm vào chức chánh án của tối cả phỏ viện từ năm 1994 và nói rằng có hai cái uh, vấn đề mà uh, đưa đến cái quyết định của ông. Thứ nhất là sức khỏe. Thứ hai là cái uh, trách nhiệm ở trong tòa tối cao pháp viện. Rất nhiều những cái người mà ở, uh, bên ngoài cho rằng là ông Preyer người đã bắt đầu bước qua tháng 8 này thì đủ 83 tuổi và nên uh, uh, loan báo về hưu để dành cho cho Biden có thể bổ nhiệm một người khác. Hiện nay thì phía bảo thủ chiếm 6 phiếu và phiếu uh, phía... Uh, cấp tiến thì chiếm 3 phiếu ở trong cái uh, uh, tối cao pháp viện gồm chín quan chánh án mà trong đó thì cho uh, bên vẫn chưa có cơ hội để bổ phiếu bổ nhiệm một chánh án nào bởi vì các cái ghế đã được uh, fill up đầy trước cái cuộc bầu cử năm 2020. Và trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình CNN ở tại New Hampshire, ông Breyer cho biết là ông không có đưa ra những cái chi tiết thời gian về về hưu của ông. Và ông nói rằng ông vẫn chưa có một cái ý định nào là về hưu và cũng không biết khi nào về hưu, mặc dù đã có nhiều cái áp lực đối với ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Chuck Grassley của Đảng Hòa tại Iowa và Ron Johnson của Đảng Hòa tại Wisconsin đã viết một lá thư cho Bộ Tư pháp trong đó là yêu cầu phải cung cấp thông tin về việc mà thiếu những cú điện thoại đã từng được sử dụng bởi cựu... À cự à, công tố viên độc lập Robert Mueller trong thời gian mà ông điều tra về cái chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump năm 2016 trong một cái thông cáo báo chí được đưa ra thì hai thượng nghị sĩ này cho biết họ đã đòi hỏi là phía à, bộ Tư pháp đã không <laughs> <xin> lỗi <laughs> xin lỗi quý vị đã không duyệt xét tới hai mươi cái cú điện thoại từ cái à kỷ lục của chính quyền liên bang à, trước đó và ông Casey trong tháng 9 năm 2020 đã cho biết rằng là à, cần phải cho cung cấp đầy đủ căn cứ trên cái đạo luật quyền tự do thông tin của người dân Hoa Kỳ trong việc mà à, một số những cái cấu điện thoại này đã bị à, xóa khỏi trong tổng cộng các cái số điện thoại mà ông Robert Mueller và toán làm việc của ông đã đã đưa ra trong tổng số này thì có tới 59 cú điện thoại trong tổng số 96 cú điện thoại đã được gọi ra. Tuy nhiên 59 trong số 69, à 96 cú điện thoại này đã bị mất đi, tức là đã không còn kỷ lục ở trong đó. Và bây giờ phía thượng viện cho biết họ đòi hỏi phải có cung cấp đầy đủ bởi các cái cú điện thoại này kể cả từ những cái điện thoại cá nhân của toán làm việc pháp lý của ông Robert Mueller mà bộ tư pháp đã không cho cung cấp đầy đủ cho thượng viện bởi vì tổng cộng là 96 cú điện thoại nhưng hiện nay thì chỉ có một phần thôi còn 59 của điện thoại còn lại đã bị xóa đi kỷ lục và không thấy là được báo cáo trong cái bản báo cáo liên quan tới cái việc điều tra của ông Robert Mueller. Điều này cho thấy rằng đã có những cái mập mờ trong cuộc điều tra này và đã có những cái che đậy những cái thông tin trong cuộc điều tra của ông Robert Mueller sau 2 năm mà ông ta đã thực hiện cái tiến trình điều tra bắt đầu từ năm 2018 liên quan tới cái cuộc tranh cử của cựu tổng thống Trump năm 2016 mà trong đó tổng thống Trump đã bị gán nhãn là có sự can dự của Nga vào trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ và cuối cùng thì ông Robert Mueller đã đưa ra một cái kết luận là hoàn toàn không hề có liên hệ gì tới chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump và trong năm 2019 DOJ à, tổng à, thanh tra của DOJ tức là tổng thanh tra của Bộ tư pháp cho biết là FBI đã lạm dụng đạo luật FISA và đã có 17 cái dấu hiệu vi phạm luật và sai trái với lại cái đọc FISA để điều tra và giám sát vào chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cơn cháy tại California đã bắt đầu dẫn tới tình trạng nguy hiểm hơn và cho phép vào một giây. Bản tin kế tiếp là tin từ California, ngọn lửa đã bắt đầu bốc lên và trở thành một cái khu vực gọi là cơn cháy rừng chết người nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ đang tiến và các cái khu vực gia cư trong ngày thứ năm và những người còn sống trong cái cuộc bò, cuộc cháy rừng năm 2018 ở khu vực Paradise đang lo ngại rằng là cái cơn cháy rừng này sẽ lặp lại với cái khu vực của họ. Bản tin chỉ biết ngọn lửa này có tên là Dixie đã bắt đầu cháy hàng loạt những cái uh, uh, nhiều cái uh, khu vực giảm vuông ở gần ở Feather River Canyon ở thuộc đại uh, bất County và gần cái khu vực của à, gọi là khu rừng quốc gia à, và nằm ở Plumas County. Hiện nay vẫn chưa kiểm soát được đám cháy này theo tường trình của phía à, các giới chức về cứu hỏa tại Tiểu Bang. Ngọn lửa này đã bắt đầu quét ra nhiều nơi à, và chỉ còn cách à, cái khu vực Paradise nơi mà 2018 đã trở thành một cái nơi cháy rừng tệ hại nhất à, chỉ còn có vài dặm và nó đã bắt đầu tiến vào Foothill à, và Hiện nay thì đã có 85 người đã bị thiệt mạng. Larry Peterson, một trong những người sinh sống ở khu vực ở Magalia, người đã còn sống lại trong cái cuộc cháy rừng năm 2018 cho biết là khu vực xung quanh của ông đã bắt đầu bị đe dọa nguy hiểm và họ cần phải rời khỏi nơi đây. Bất cứ giờ phút nào thì ngọn lửa cũng thể có thể quét qua chỗ này. Và Paradise được xem là khu vực bị cháy rừng tệ hại nhất của năm 2018. Và nay có thể sẽ bị lặp lại và bị đe dọa một cách khủng khiếp bởi nạn cháy rừng ở California cho tới giờ phút này, thì 1.562 à, dặm vuông đã bị đốt cháy bởi à, khu vực này và kể cả ở khu vực Rock Island và cả hàng chục những cái tiểu bang ở phía tây của Hoa Kỳ. Theo tường trình của cái cơ quan đặc trách về cứu hỏa ở trên toàn quốc cho biết và tại Oregon, thì cả vụ cháy rừng đã được xem là lớn hơn và đã, đã, đã thuy, nó đã liên tục cháy trong vòng 20 giờ đồng hồ và đe dọa tới 2.000 cái à, hạ tầng cơ sở ở khu vực này ở phía bắc của California đây được xem là vụ cháy rừng hàng năm và tiểu bang California vẫn chưa có chính sách nào để có thể giới hạn các vụ cháy rừng đang diễn ra. Đây là bản tin liên quan tới tình hình của California và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay đã có hai vụ bắn xảy ra tại Chicago trong vòng có vài giờ đồng hồ.ít nhất đã 10 người đã bị bắn ở Chicago trong hai cái vụ bắn liên tiếp xảy ra vào ngày thứ tư và bạo động vẫn tiếp tục là một cái cơn ác mộng của thành phố này. Các vụ bắn đã diễn ra một cách Tự nhiên là bình thường, đó là lời phát biểu của dân biểu Michael Pleasure, một trong những người đã thúc đẩy vấn đề mà chống về bạo động súng đạn và người được xem là sinh sống ở cái khu vực mà gần cái khu bắn khoảng nửa dặm. Chúng tôi đã gần như là mất đi chôn vùi tất cả những giấc mơ của chúng tôi mỗi tuần lễ. Ông đã nói chuyện với tờ Chicago Sun-Times và bây giờ chúng ta lại thấy được thành phố này tiếp tục có những cuộc bạo động. Vụ bắn mới nhất diễn ra vào chiều ngày thứ tư và với ít nhất là 5 người đã bị bắn trúng, trong đó có bốn người đàn ông và một người phụ nữ. À, tờ báo cho biết rằng là ba người trong tình trạng trầm trọng và đã được đưa tới bệnh viện một cách gấp rút. Trong khi đó, một vụ bắn còn lại cũng năm người khác ở trong một cái tiệm food store ở cái khu vực crashham neighborhood, nơi cách cái nhà của ông dân biểu pleasure không xa lắm. Và tôi nghĩ rằng à, bây giờ đang có những cái tình trạng được xem là cái thông điệp rất rõ ràng và những gì đang xảy ra tại đây. À, tờ chicago tribune cho biết rằng là tình trạng của Chicago vẫn chưa giảm đi bạo lực trong thời gian vừa qua và theo tường trình của hãng thông tấn AP thì các cái vụ này diễn ra vào ngày hôm qua và buổi chiều tối ở tại à, ở tại thành phố Chicago và nạn nhân có tuổi từ 18 tới 34 và bốn người đã nằm trong bệnh viện trong tình trạng gọi là không đe dọa tới tính mạng tuy nhiên cảnh sát cho biết là một nạn nhân đã bị bắn trúng đùi tuy nhiên đã từ chối không tới bệnh viện đây là một trong những cái Cuộc bạo động mới nhất xảy ra tại thành phố Chicago, nơi được xem là có cái mức bạo động khá cao trên toàn quốc. Thị trưởng của bà thành phố này là bà Lori Lightfoot đã lên tiếng và thảo luận về các cuộc bạo động với sự yêu cầu hỗ trợ của chính quyền liên bang. Đó là bản tin liên quan tới thành phố Chicago. Trong khi đó thì công ty sản xuất chip điện tử lớn nhất của Đài Loan là TSMC đang để mắt tới việc mà gia tăng cái công xưởng của họ ở tại Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm đáp ứng đầy đủ tất cả những cái nhu cầu của các quốc gia này. Công ty sản xuất về chip điện tử lớn nhất của Đài Loan là TSMC À, đã đưa ra dấu hiệu ngày thứ năm cho thấy là họ sẽ tiếp tục xây dựng những công xưởng của họ tại hoa kỳ và nhật bản giữa lúc mà tình hình đại dịch đang làm cho cái nhu cầu chip điện tử tăng cao hơn à, đặc biệt là trong các kỹ nghệ về smartphone về laptop và về xe TFNC cho biết rằng là họ đã có cái nhu cầu đòi hỏi quá cao trong uh, thời gian vừa qua và mức sản xuất của họ uh, đã không đầy đủ để cung cấp cho uh, khoảng 1.2 cái một uh, trăm uh, xin lỗi gì cung cấp cho thị trường trên thế giới và họ đang đang xây dựng và đã xây dựng một cái uh, công xưởng tại Arizona là 12 tỷ Mỹ kim. Và công ty này cũng là được xem là công ty đã hợp tác với công ty Apple để cung cấp nguồn chip điện tử cho Apple. Và hiện nay thì TSMC cho biết là phải gia tăng thêm các công xưởng ở hải ngoại nhằm đáp ứng được cái nhu cầu trên toàn cầu. Trong đó thì Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai quốc gia được xem là có nhu cầu lớn nhất về chip điện tử cho tất cả các cái loại từ smartphone À, sản xuất xe cho tới cái, cái cái nghề sản xuất máy laptop tức là máy điện toán cá nhân và theo tường trình của hãng thông tấn Reuters cho biết thì việc mà gia tăng thêm cái uh, công xưởng tại Arizona là điều cần thiết và họ nói rằng sẽ có thêm một số những công xưởng sẽ được xây dựng tại Hoa Kỳ từ đây cho tới năm 2023 để đáp ứng được nhu cầu và riêng với lại tại Á Châu thì công xưởng này sẽ xây dựng thêm những công xưởng tại Nhật Bản trị giá là 13.29 tỷ Mỹ Kim. Đây là một trong những cái dự tính của công ty TSMC sau khi mà đã có một cái áp lực từ chính quyền Hoa Kỳ là làm sao cung cấp đầy đủ nguồn chip điện tử cho thị trường của Hoa Kỳ và thị trường của thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và xin lỗi quý vị của đài loan ngày hôm nay và liên quan tới trung quốc nguyên nhân của cái à, việc mà một tòa nhà cao ở thành phố thẩm quyến ở quảng châu bị à, lung lay trong trong lúc mà à, có những cái à, thanh ninh ở bên trong rất đông thì bây giờ Phía cái cơ quan điều tra của chính quyền Cộng sản Trung Quốc cho biết rằng tòa nhà SEG Plaza ở Thẩm Quyến hai tháng trước đây đã bị rung chuyển là bởi vì tình trạng gió lốc đã làm cho hai cái cột lớn cao của cái tòa nhà này bị rung chuyển và nó dẫn ảnh hưởng tới nguyên cái sườn của tòa nhà. Họ cho biết rằng thì về quy tắc chung thì tòa nhà này vẫn được an toàn chỉ cần có điều chỉnh và sửa chữa lại một số những cái cần thiết và tháo gỡ những cái tòa cây cột anten lớn mà họ cho rằng là ảnh hưởng tới tòa nhà trong vòng 2 thập niên qua và nó nó sẽ diễn ra trong vòng một tháng để tháo gỡ những cái tòa nhà này Tòa nhà này được xem là một skyscraper tức là tòa nhà cao tầng, cao 1.150 feet tức là 350m, được xem là một trong những cái tòa nhà được à, cao nhất ở thành phố Thẩm Quyến. Trước đây đã từng bị lung lay tức là từng bị rung chuyển sau khi mà có những cái dấu hiệu bất ngờ thì bây giờ họ đổ cho vấn đề này là do hai cái cục cao ở trên nóc của cái tòa building này bị ảnh hưởng bởi gió làm cho cả cái tòa nhà đã bị uh, lung lay và điều này là họ cho rằng không gây ảnh hưởng lớn tới tòa nhà. Tuy nhiên thì chủ nhân của tòa nhà này đã bắt đầu những chiến dịch giảm giá để kêu gọi tất cả những người thuê mướn quay trở lại sau khi tòa nhà đã có dấu hiệu là bị lung lay và nguy hiểm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay. Ngoại trưởng của Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Hoa Kỳ là không nên trút trách nhiệm gánh nặng của các quốc gia láng giềng ở uh, trong cái chiến trường rút quân ra khỏi chiến trường Afghanistan. Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị đã lên tiếng và đổ trách nhiệm cho Hoa Kỳ là cố tình trút gánh nặng về cái chiến trường Afghanistan cho những quốc gia có đường biên giới với tòa với Afghanistan. <laughs> sau khi mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi đây, à, lời phát biểu của ông ta đưa ra sau khi mà ông ta đã có cuộc họp với lại các bộ trưởng trong cái nhóm gọi là shanghai corporation organization đây là một nhóm các quốc gia ở vùng trung á và kể cả afghanistan và washington cho biết rằng là sẽ có những cái tiếp cận được xem là đầy tính chất xây dựng của những quốc gia ở khu vực này tuy nhiên thì À, phía của Trung Quốc thì phản đối mạnh mẽ và cho rằng Hoa Kỳ rút quân ra khỏi chiến trường Afghanistan là đang trút gánh nặng này cho những quốc gia có đường láng và đường biên giới với là Afghanistan. À, Trung Quốc có tiềm năng trở thành một cái lực lượng xây dựng và đóng góp cho cái hòa bình của Afghanistan à, thúc đẩy sự ổn định và hòa bình hơn. Đó là lời phát biểu của ông Ned Price là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra và Afghanistan sẽ tự điều chỉnh lấy tất cả những quyền lợi của họ nơi mà Hoa Kỳ và à, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc có thể tìm được một cái à, bản đồng thuận chung trong việc mà xây dựng lại à, cái quốc gia này, đó là lời phát biểu của ông. Trong khi đó thì Vương Nghị đã lên tiếng và chỉ trích rằng việc mà rút quân của Washington là một hành động được xem là thiếu suy nghĩ và cần phải à, à, có cái trách nhiệm trong cuộc chiến kéo dài 20 năm tại Afghanistan và không nên đổ trách nhiệm đó trở lại và cái gánh nặng này trở lại cho những quốc gia có đường biên giới với lại afghanistan mà trong đó trung quốc lại là một trong những quốc gia có đường biên giới với afghanistan và đang lo ngại rằng tình trạng nội chiến tại afghanistan có thể ảnh hưởng tới cái đường biên giới của trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay đầu tiên hết là chủ tịch của phòng thương mại Việt Nam ở tại Âu Châu đã lên tiếng thúc giục đại sứ Âu Châu là tìm cách cung cấp thêm thuốc chủng ngừa cho Việt Nam. Thế một lần nữa, Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu đi ăn mài thuốc chủng ngừa ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, việc ăn mài thuốc chủng ngừa này lại không phải là cung cấp miễn phí cho người dân. Mà có nhiều dấu hiệu cho thấy, đảng Cộng sản sẽ buộc người dân trả tiền cho các thuốc chủng ngừa mà họ xin từ những quốc gia khác. Và bản tin mới nhất cho biết, là chủ tịch phòng thương mại của Cộng sản Việt Nam ở tại Âu Châu. À, người đại diện của phòng thương mại này là Alan Candy đã lên tiếng và kêu gọi các à, à, bộ trưởng ngoại giao của Âu Châu là thúc đẩy việc cung cấp nguồn thuốc chủng ngừa cho Việt Nam giữa lúc mà tình trạng dịch bệnh đang tăng lớn và tăng mạnh ở tại Việt Nam. Đây là một trong những cái hành động ăn mài thuốc à, chủng ngừa mới nhất của Việt Nam đối với lại cộng đồng quốc tế sau khi mà tình trạng đại dịch đã bùng nổ tại khu vực này và trong đó thì à, dường như là cộng sản việt nam đang có dự tính là sẽ đi quyên góp và xin tất cả những nguồn thuốc chủng ngừa trên toàn thế giới nhưng họ lại không chích miễn phí cho người dân mà buộc người dân phải đóng một số lệ phí tối thiểu cho những cái loại thuốc chủng ngừa mà họ xin từ bên ngoài và trong đó thì trước đây thì việt nam trở thành một cái quốc gia đầu tiên trên thế giới là chính phủ đi quyên tiền của người dân để mà à, gọi là chống đại dịch và được điều này đã gây ra sự bất mãn của nhiều quốc gia trên thế giới cho rằng cộng sản Việt Nam đã lợi dụng đại dịch để trục lợi với chính người dân đang bị tổn thương vì đại dịch. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay kể từ khi mà cái học viện chính trị của cộng sản Việt Nam dùng để mà định hướng và tẩy não các cán bộ đảng viên làm theo chỉ thị của đảng hành động này đã thất bại trong nhiều năm và bây giờ thì à, à, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã ngưng lại cái việc mà xác luận chính trị với lại à, các cán bộ đảng viên theo cái quy định 256. Bản tin mới nhất cho biết thì à, Võ Văn thưởng được xem là người đứng đầu ở cái à, trong cái gọi là Ủy ban Thường trực à, Bí thư thì đã ký trong một phiên họp mới nhất trong đó thì à, lại không cho phép là kiểm tra về trình độ lý luận chính trị của các cán bộ đảng viên sau khi mà họ phát hiện ra tất cả các cán bộ đảng viên đều không có trình độ lý luận chính trị và không thể nào thông qua được sự kiểm tra của cái à, cái à, nguồn máy của đảng do đó thì để tránh tình trạng gọi là gây khó khăn cho các đảng viên thì bây giờ võ văn thưởng đã ký và hủy bỏ dừng lại việc kiểm tra trình độ lý luận của chính trị của các đảng viên điều này đã xảy ra trong nhiều năm à, kể từ khi mà đảng cộng sản có những cái học viện về chính trị và trong đó đào tạo cái trường hợp lý luận tuy nhiên những kẻ tốt nghiệp các cái trường lý luận chính trị này lại không đủ lý luận chính trị và thường xuyên bị người dân bắt bẻ ngay trên mạng xã hội và không đủ trình độ lý luận với người dân chính vì điều này đã làm cho phía đảng cộng sản việt nam phải lúng túng và phải chấn chỉnh lại cái quy tắc của họ nhằm tạo sự dễ dàng hơn cho các đảng viên khi mà phải đối diện với các cái cuộc lý luận lý luận chính trị và hầu như những lý luận chính trị của họ là rập là một khuôn và không có một cái à, à, sự gọi là lý luận một cách rõ ràng mà chỉ là lặp lại như con vẹt tức là học tủ một số những cái lý luận mà thôi và không thể tranh luận với người khác đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng nhiều công ty đã phải đóng cửa vì không chấp nhận nổi cái, cái chính sách gọi là à, ba tại chỗ một cái ngôn ngữ mà cộng sản việt nam đã dùng trên mặt báo chí trong đó gồm có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ ngơi cho các công nhân làm việc trong các, các công xưởng, buộc các công ty này phải chịu trách nhiệm về tài chính. Điều này đã dẫn tới hàng trăm công ty đã phải đóng cửa là bởi vì họ không thể nào đủ khả năng tài chính để cung cấp cái chỗ ăn, chỗ ở và chỗ nghỉ ngơi cho tất cả những công nhân làm việc trong ngành sản xuất bởi vì tài chính không đủ cho nên họ phải đóng cửa và cái quy luật này đã được đưa ra bởi chính đảng cộng sản Việt Nam ở tại Việt Nam trong lúc đối phó với đại dịch buộc các công ty nếu như muốn sản xuất thì phải có nhiệm vụ cung cấp chỗ ăn, chỗ ở và di chuyển cho các cái công nhân một cách an toàn trước tình hình đại dịch. Điều này đã khiến cho nhiều công ty than trời và nói rằng họ không đủ khả năng tài chính đành phải đóng cửa. Và đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam và cũng là bản tin quốc tế tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiếu Tinh Nhật Ký vào buổi chiều. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.